Thưa quý vị và các bạn, cầu Rạch Miễu 2 được khởi công xây dựng từ cuối tháng 3 năm 2022 với tổng mức đầu tư gần 5.200 tỷ đồng, có tổng chiều dài là 17,5 km và cách cầu Rạch Miễu hiện hữu khoảng 4 km về phía thượng lưu. Điểm đầu của dự án giao cắt giữa quốc lộ 1 với đường tỉnh 870 thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, điểm cuối kết nối với quốc lộ 60 thuộc tỉnh Bến Tre. Sau gần một năm khởi công, dự án cầu Rạch Miễu 2 vẫn còn vướng giải phóng mặt bằng và chưa đạt tiến độ. Chiều ngày 6 tháng 3, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang, ông Phạm Văn Trọng đến khảo sát dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và Bến Tre tại ấp Thới Hòa, ấp Thới Bình, xã Thới Sơn thuộc địa phận tỉnh Tiền Giang. Theo báo cáo của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Tiền Giang, xã Thới Sơn có 101 hộ bị ảnh hưởng và thuộc diện giải tỏa bồi thường. Tính đến thời điểm này, có 88 hộ đồng ý nhận tiền, 77 hộ đồng ý bàn giao mặt bằng, còn lại 13 hộ, trong đó có 6 hộ đồng ý nhận tiền, số hộ còn lại đang vướng một số thủ tục pháp lý như quyền thừa kế, tranh chấp đất. Tổng số kinh phí ban quản lý dự án Mỹ Thuận phân bổ cho Sở Tài nguyên Môi trường để thực hiện tiểu dự án là 822 tỷ 310 triệu đồng. Đến nay đã thực hiện chi trả cho 377 trên 922 hộ với số tiền là trên 526 tỷ đồng. Tổng số hộ chưa nhận tiền là 545 hộ với số tiền dự toán là gần 1.100 tỷ đồng. Nhiều người dân địa phương nhất trí đồng thuận cao, đồng ý nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng đúng quy định. Địa bàn thành phố Mỹ Tho có 360 hộ, đạt 82,8% đã nhận tiền. Địa bàn huyện Châu Thành có 487 hộ bị ảnh hưởng, đã tạm ứng chi cho 17 hộ bị ảnh hưởng màu mã với số tiền gần 1,5 tỷ đồng. Một số hộ dân đang chờ địa phương hỗ trợ thêm chính sách như đào tạo nghề, di chuyển nhà. Ngoài ra, có một số ít hộ dân vướng về thủ tục, hồ sơ pháp lý. Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Tiền Giang đã phối hợp với địa phương tiến hành bàn giao mặt bằng ngoài thực địa trên địa bàn 3 xã Thới Sơn, xã Trung An, xã Phước Thạnh cho Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận và đơn vị thi công với diện tích là 70.676,9 m². Tiểu ban giải phóng mặt bằng của tỉnh sẽ có cuộc họp vào thứ Năm tới để tìm hiểu kỹ, vận động người dân thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.